cần phải nói ra làm chi, câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm gì. Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu, dù không phải là tình yêu nhưng chắc chắn không phải tình bạn, dù có lẽ sẽ không dài lâu. Em thích nắng hay mưa? Mưa. Thứ ba tiếng Anh là gì? Tuesday. Con gì có chín đuôi? Hồ ly. Em còn hận cô gái đó không? Hả? Em còn hận cô gái đó không? Em sẽ hận nó cả cuộc đời này.